một chiếc xe đến từ Hàn Quốc đây thưa các bác này, thì nó khá là đẹp. Hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác một cái mẫu xe nó quá đẹp, quá zin luôn. Đây các bác nhìn này, chúng ta nhìn từ cái vô lăng rồi là biết được chất xe rồi, đúng không ạ? Từ vô lăng nhé, vô lăng này, rồi thì táp ly táp lô. Đây các bác nhìn này, táp ly táp lô này, nó mỡ màng và mịn màng sạch sẽ như thế này, gần như là không mất một cái gì, được chưa? Đấy nhá, không mất một cái gì luôn. Gương kính chỉnh điện rồi thì keo chỉ nguyên zin hết. Đấy, rồi từ hai cái kéo xăng và kéo cốp này, rồi từ cái bàn đạp phanh đạp ga này, rồi từ như một chiếc xe, cái đài này. Đấy, cái đài vẫn là đài nguyên zin theo xe, được chưa? Đây là một chiếc xe mà còn nguyên zin, tư nhân một chủ từ đầu. Các bác nhá, tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, không đâm đụng, không va chạm gì, máy số còn ngon, chất lượng. Đây là em đang nổ máy các bác nhá. Đấy, đang nổ máy này. Và êm du luôn, không có một vấn đề gì cả. Vâng ạ, các bác, đây là một chiếc xe mà chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy, các bác nhìn qua thôi được các bác đã biết được chiếc xe này xe gì đúng không ạ? Đấy. Logo đai U này. Đấy, sạch sẽ này. Đây là một chiếc xe Gentra. Đấy, Gentra. Với thương hiệu của Hàn Quốc, một chiếc xe Gentra đời 2009. Đấy. Với chiếc xe này thì cam kết cho các bác là nó còn nguyên zin và xe một chủ từ đầu. Các bác có thể nhìn qua cái form này. Form nó còn căng đét luôn nhá. Đây ạ, cho bác xem này, form căng đét. Đời 2009 màu đen. Đấy, xe máy lổ thì thầm luôn. Các bác nhìn này, form căng đét nhá, không bị đâm đụng va chạm gì, keo chỉ nguyên zin. Từ cái ốp la răng này. Các bác có thể xem không? Từ cái ốp la răng nó còn nguyên và mới như thế này. Thì các bác biết rồi nhá. Nếu như đi lâu năm mà bị va chạm nhiều nó sẽ xước sát hết ra, nhưng con này còn quá ngon. Được chưa? Form thì căng đét này. Và sơn si thì bóng mượt, không có một dấu vết gì. 2009 các bác nhé. Và chiếc này thì em đang chào bán cho các bác với giá là 145 triệu đồng. Vâng thưa bác nhé, đây là chiếc xe Gentra. Nó quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc Gentra này thì hãy nhanh tay lên ạ. Nhanh tay lên để mua được chiếc xe đẹp nhé. Bên em giờ này về toàn xe đẹp thôi. Và xe đẹp thì cứ về đến đâu là hết đến đấy. Được chưa? Giá chiếc này nó quá hợp lý luôn. 2009. Nguyên zin như thế này, một chủ từ đầu. Biển Hà Nội nhá, một chủ từ đầu này. Các bác này, từ cái đầu đài đầu đĩa của nguyên zin này. Bên em bán giá thì quá phải chăng luôn. Đấy, các bác mà không mua được thì không biết mua ở đâu rồi. Ghế thì ghế da là chủ nhà bọc lại bộ ghế da màu vàng bò nhá, sạch sẽ ngon lành luôn. 2009 quá đẹp, quá ngon lành. Được các bác ạ? Quá đẹp, quá ngon lành này. Máy số ngon, gầm mẹ chắc chắn và nội ngoại thất nó tươi giói luôn. Cũng như là form dáng của nó còn nguyên như thế này các bạn. Đây các bác này. Form dáng còn nguyên nhá, căng đét luôn. Không có một dấu vết gì. Được chưa? Căng đét luôn cho một chiếc xe Gentra đời 2009 màu đen tuyền từ đầu luôn ạ. 30U4991. Đây là một chiếc xe nguyên zin, sạch sẽ, gọn gàng, không phải làm bất cứ một cái gì luôn nhá. Máy số ngon, gầm mẹ chắc chắn, máy đang lổ nhá. Và bây giờ thì em bật cái đèn này cho các bác xem này. Đấy, bật đèn này cho các bác xem cái mức độ đèn con này như thế nào nhá. Và em giật cốp cho các bác xem máy luôn. Đấy, giật cốp xem máy luôn này. Đây ạ, đèn rất sáng. Đèn được lắp hai cái đèn led ở dưới là sáng này, đèn pha trên là đèn pha bi cầu này, xanh này. Nó có hai màu nhá, màu xanh và màu trắng. Đấy, đài bình thường là mức màu xanh. Còn như mình bật lên nó là màu trắng. Đây ạ. Máy ơi, êm du luôn nhá. Thì thầm êm du. Gần như là không có một dấu vết gì luôn. Được chưa? Xe nguyên bản. Với chiếc Gentra này mà các bác đi về thì gia đình thì quá ok, lành lặn. 145 triệu đồng thôi các bác mua được chiếc này rồi. Các bác nhé, 2009 này, máy số cực chất luôn. Vâng, chiếc này thì các bác yên tâm là không phải làm bất cứ một cái gì luôn nhé. Máy số ngon, gầm bệ chắc chắn, vâng ạ. Đấy, thì em Sông Hồn đang bán xe tại thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0896 108 883. Bác nào có nhu cầu mua xe alo cho em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.